Chào mừng bạn đến với kênh YouTube của Huy Dino. Hãy nhấn đăng ký để theo dõi kênh. Thành phố Hồ Chí Minh, 25 ca COVID-19 ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch lây từ người nhà bệnh nhân. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, quá trình điều tra dịch tễ ghi nhận 25 trường hợp nhiễm sát COVID-2 trong bệnh viện Phạm Ngọc Thạch bắt nguồn từ một người nuôi bệnh nhân. Sáng mùng 1 tháng 7, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố vừa ghi nhận thêm một cơ sở y tế xuất hiện dịch COVID-19, đó là bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Đây bệnh viện đầu ngành tại khu vực phía Nam trong lĩnh vực khám, chữa bệnh cho chuyên khoa lao và bệnh phổi, phụ trách công tác chỉ đạo tuyến cho các tỉnh thành phố miền Nam. Qua điều tra dịch tễ về chùm ca nhiễm sát COVID-2 tại đây, Sở Y tế cho biết, dịch xuất phát điểm từ một thân nhân ở quận Bình Tân, nơi có nguy cơ lây nhiễm rất cao. Đây là người nuôi bệnh của một bệnh nhân đang điều trị tại khoa B4, khoa lao kháng thuốc. Sau khi phát hiện thân nhân người bệnh mắc COVID-19, công tác khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đã khẩn trương được thực hiện. Đến nay, Kết quả xét nghiệm PCR phát hiện sát cov 2 đã lây lan sang 24 người khác là thân nhân và bệnh nhân của khoa B3 và B4 ở cùng một khối nhà. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch đang tạm phong tỏa khu vực điều trị nội trú bệnh lao để giả soát lại toàn bộ các khoa, phòng khác. Kết quả xét nghiệm tầm soát ghi nhận, tất cả các mẫu tầm soát mở rộng cho kết quả âm tính lần một. Trước khi xuất hiện chùm ca nhiễm sát cov 2 Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch được Sở Y tế chuyển đổi công năng theo mô hình tách đôi bệnh viện. Theo mô hình này, nơi bệnh viện sẽ chuyên tiếp nhận điều trị các trường hợp mắc COVID-19 nặng có suy hô hấp, nơi còn lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân lao và HIV. Vân Sơn